dưới đài vui mừng cho đón toàn thể quý vị anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã trở lại kênh. Các bác vừa nghe một ca khúc Xuân Phát Tài được test trên chiếc đài QT88. Thì chiếc đài này thì em cũng nói luôn, hai bên loa của nó thì một bên của nó có cái màu của nó sẽ sáng hơn cục giữa, bởi vì thực ra thì em mua về nó sẽ như này rồi, nên là em đưa lên kênh để phục vụ bác nào có nhu cầu. Bởi vì em nghĩ thì có thể là do cái thời tiết hoặc là do một cái yếu tố gì đó thì em không rõ, nhưng hàng khi mua ở Nhật về thì nó như thế này. Vì thế nên là em thấy cái màu của hai bên loa nó có màu nó sáng hơn một chút so với cục giữa, nhìn có vẻ nó hơi khập khiễng một chút. Nhưng mà hàng thì bao các bác là nguyên zin, không qua sơn tút tát đấy. Em thì đài về rất là nhiều mà em không có thời gian để làm những việc đấy, vì thế nên em đăng lên để phục vụ cho bác nào có nhu cầu. Chiếc này thì cam kết ruột gan zin, chưa qua sửa chữa. Em đã thay dây cu loa, bảo dưỡng phần cơ và đã lau chùi dọn dẹp. Các bác về chỉ việc dùng thôi. Và cũng chia sẻ luôn, hàng bán bảo hành cho bác 12 tháng sử dụng. Giá công khai chiếc đài trên có mức giá là 13 triệu đồng. Em giảm so với những cái chiếc mà nó màu đồng màu là 500 ngàn đồng. Bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ ngay để bên em set up gửi hàng. Về cái phần test thì em đã test cho bác rồi. Bây giờ em sẽ test thêm một phần nữa, đó là test phần radio. Con này thì radio FM Full 108, bắt được tất cả các đài của Việt Nam. Các bác muốn dùng radio ấn vào đây. Rất cần bổ phế để tăng đề kháng hệ hô hấp, phòng ho tái đi tái lại. Đúng rồi đấy. Đây, mẹ đã pha siro với nước ấm rồi. Đi uống luôn này con. Uống đi con. Siro thơm ngon, dễ uống quá mẹ. Lại ăn lành nữa chứ. Bình uống siro, kết hợp ngậm thêm viên ngậm cho nhanh khỏi ho con nhé. Vâng ạ. Tình hình giao thông trở nên khó khăn hơn theo hướng từ cầu Vĩnh Tuy để vào trung tâm. Bạn Quốc Thắng vừa báo tin này về cho chương trình. Và sau đây được nhiều người biết đến nhất nữa điểm mà chương trình Gương Mặt Thân Quen, khi mà Hoài Lâm giả giọng nghệ nhân Hà Thị Cầu và sau này nghệ sĩ như là Hà Mio hay là Mai Thi, thì họ cũng bắt đầu đưa những cái âm nhạc dân gian kết hợp với cả nhạc hiện đại làm mới. Tiết Thu nhậm chức vào tháng trước. Dịch cúm gia cầm đang lây lan trên khắp thế giới, gồm Nam Mỹ, Châu Phi, Châu Âu và Châu Á. Số lượng gia cầm bị chết trong các đợt bùng phát dịch ở một số nước. Không được rồi, khách du lịch đâu chuyển khoản được, chỉ có sử dụng bằng thẻ ghi nợ thôi nha quý vị. Tiếp theo đó chính là đừng thuê xe đạp nếu bạn không nắm rõ luật. Mặc dù lái xe đạp tại Amsterdam sẽ là một hoạt động vô cùng thú vị mà chúng ta nên trải nghiệm, nhưng đừng lái nếu không nắm rõ luật tại đây. Xe đạp là một trong những phương tiện chính tại Amsterdam. Đạp xe trong thành phố phải tuân thủ các quy tắc an toàn. Vâng, em sẽ test một phần cuối cùng nữa, đó là phần line-in, để cho các bác cùng thưởng thức chất âm của nó. Xin mời các bác nán lại trong vài giây để em kết nối. Sau đây thì em xin mời toàn thể các bác thẩm âm phần line-in. Và đài sáp thì đa phần là có tính năng line-in để mở rộng thêm các tính năng chơi nhạc từ bên ngoài vào. Và bây giờ thì em đã kết nối máy tính với chiếc đài này. Em xin mời các bác nghe bài hát Đèn Khuya, tiếng hát Tuấn Vũ trong cái tuyển tập Tuấn Vũ 9. Xin mời các bác. Cho
trong cuộc đời. Lời mẹ hiền du còn nhớ khôn khi lớn con đi trên vàng đất đời. Đừng buồn khi lúc tay còn trắng tay. Em xin kết thúc video test và giới thiệu chiếc đài QT88 tại đây. Bác nào muốn sở hữu sản phẩm trên thì hãy nhấc điện thoại lên gọi ngay số điện thoại đang chạy trên màn hình. Bên em sẽ gửi hàng đến tận nơi. Nếu ở khu vực Hà Nội, các bác có thể đến tận nơi để xem hoặc mua. Và những bác ở lân cận Hà Nội, trong vòng bán kính khoảng tầm 30 km, em sẽ ship tận nơi. Và cũng phải chia sẻ luôn các bác là các bác nhìn về hình dáng bên ngoài của nó thì nếu về màu thì một bên hai bên loa của nó đậm hơn, cục giữa nó sẽ nhạt màu hơn một chút đấy, nhưng mà em nghĩ là nó không ảnh hưởng gì đến chất lượng của chiếc đài cả. Và QT88 thì càng ngày càng hiếm và càng ngày giá của nó càng cao, bởi vì bây giờ sản phẩm này nó không sản xuất nữa là một, với thứ hai là nhiều người sưu tầm tìm mua, vì thế nên giá mua ở Nhật cũng khá là cao. Và những người mà em đã bán cho QT88 thì gần như là không có bán lại, bởi vì khi nghe QT88 thì nó có thể nói rằng chất âm của nó khác hẳn so với các dòng đài khác. Tiếng của nó thì rất trong và bay. Xin kết thúc video test và giới thiệu chiếc đài QT88 tại đây. Hẹn gặp lại toàn thể các bác ở các video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.